Hãy tưởng tượng, nếu một ngày thế giới không còn thương mại, hàng hóa sẽ được sản xuất ra mà không thể bán đi. Người tiêu dùng không có sản phẩm để sử dụng. Mọi hoạt động vận chuyển sẽ dừng lại, mọi chỉ số sẽ đứng yên. Đó chính là tầm quan trọng của thương mại. Nói một cách đơn giản nhất, thương mại bao gồm tất cả các hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa, là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Do đó, sinh viên kinh doanh thương mại sẽ có vô vàn lựa chọn công việc tương lai. Từ quản trị các chuỗi bán lẻ lớn đang đầu tư vào Việt Nam, làm việc cho các công ty vận tải, giao nhận, cho tới các siêu thị, trang thương mại điện tử, và là một nhân viên kinh doanh đắc lực cho bất kỳ công ty nào. Bạn sẽ là kiến trúc sư của trải nghiệm mua hàng, giúp tạo lòng tin cho người tiêu dùng trong mọi khâu, từ dịch vụ, thu tiền, trưng bày, quản trị chất lượng, để tạo nên một hệ thống dịch vụ văn minh hơn. Bạn sẽ được đào tạo năng lực bán hàng, tâm lý người mua hàng, chăm sóc và quản lý khách hàng, vận hành hệ thống, học tiếng Anh chuyên sâu. Với những kiến thức từ trường, bạn có thể ngay lập tức bước chân vào một thế giới thương mại hiện đại, văn minh và an toàn. Bất cứ nơi nào hoạt động mua bán diễn ra, nó có thể diễn ra trong lòng bàn tay bạn.